xuân đến trăm hoa đua nở, em từng bày hớn hở reo ca cờ bay trong nắng chan hòa. Phần tươi đẹp mừng thọ ông bà, gieo hạt mùa xuân thịnh mời chầu tổ lưu ân, lại lầm chắc giáng xuống trần hôm nay. Ngành xanh ngọt nước có nguồn, bề cả sông sâu người ta sinh trường bởi đâu. Trường bởi đâu gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng quê hòe thịnh vượng thọ trường vương anh ngày hôm nay, nhân tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành mà dâng. Trần hoàn trăm ngọn sáng lao như câu bách điệu quy sao, trăm khe ngàn suối run vào một sông. Trồng công đức tụ tinh thần, vàng nghề vặc ngàn thu nhiên câu âm thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc cơ đồ mà vững đời hương khói dòng họ ta, dòng dõi chấm oanh ngày nay nước tiếng thơm xanh, ơn ai vun sới cho cành nở hoa. Dọi sơn hà cầm tu đức sáng vùng, vũ
chỗ bao la nhớ buồn sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha ai tình. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bánh tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây mà có nguồn tựa xa đường một chốn tường phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về toại phủ chơi miền xa sen đình sinh chắc giang về miền dương xa thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường dòng họ gần xa nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ lúc đã mừng Phật kỳ công ơn đức tấm lòng thành lễ bạc kính dâng xin giải bày một khúc ca văn ni tiệc chúng tiên tổ lai lâm mà đỗ trì nghi. Cho ngàn hoa thắm ngát thương ngạt ngào mùa xuân sang ngát ngàn lời ca em xuân đang bay xa như muốn cùng hát chung khúc nhạc mùa mừng ngày hội mùa xuân dâng khúc ca thành bình đón chào mùa xuân đang tới xin chúc cho muôn nhà bình an giàu sang phú quý xuân đã mang cho đời ngập tràn niềm vui thắp nhang thơm
chân con quỳ là tay con chắp, con cúi xin phần trời tổ tiên đổ cho con cháu, mong muốn cho muôn nhà một năm gặp điều may mắn. Con khát khao mong cầu mọi người đều được bình an. Khúc dân ca mang nỗi niềm của người phương xa, nghe tiếng ca cùng đàn thấy lòng mình đang sao xuyến. Thần linh các đấng tiền nhân, trong không khí linh thiêng của đất trời Hoa Lư, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2024, tức ngày 8 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, nhân ngày giỗ Đức Vua Lê Đại Hành, hôm nay con cháu trong dòng tộc họ Lê Việt Nam về đây kính cần làm lễ dâng hương. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, thường trực Hội đồng họ Lê Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu con cháu Lê Văn Toản, chủ tịch Hội đồng họ Lê tỉnh Ninh Bình, cùng toàn thể các con cháu dòng tộc họ Lê. Hôm nay đoàn về đây kính cẩn làm lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của Đức Vua Lê Đại Hành cùng hoàng tộc triều Lê, hội đồng bá quan văn võ Lê triều. Ban tổ chức trân trọng được kính mời trung tướng Lê Phúc Nguyên, chủ tịch hội đồng họ Lê Việt Nam lên thắp hương tại bát hương công đồng. Ban tổ chức trân trọng kính mời tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ cùng ông Lê Văn Toản, chủ tịch hội đồng họ Lê tỉnh Ninh Bình lên dâng hương. Ban tổ chức trân trọng được kính mời con cháu dòng dòng họ lên dâng hương tại bát hương công đồng. Thank you.
kính mời con cháu trở lại vị trí hàng lúc ban đầu ạ, để ổn định tổ chức. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ lên đọc chúc văn. Xin trân trọng kính mời. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm thứ 79, Ninh Bình tỉnh, Hoa Lư huyện, Trường Yên xã, đền thờ Lê Đại Hành Hoàng đế. Giáp Thìn năm, Mậu Thìn tháng, Canh Tuất ngày, 16 tháng 4 năm 2024. Kính cáo Hoàng Thiên Hậu Thổ, kính cáo Liệt Tổ, Liệt Tông. Hôm nay đây, lễ Huy Nhật Đức Hoàng đế Lê Đại Hành, hậu duệ chúng con gồm Hội đồng họ Lê Việt Nam, Hội đồng họ Lê tỉnh Ninh Bình và hậu duệ con cháu họ Lê cùng bách gia chăm họ tụ hội về đây thành kính nhất tề sắm sách vật lễ chi nghi, cần dung hương đăng, phù lưu tưởng, thanh tước, kim ngân, hoa quả phù trần, dâng lên hương án, thắp nén tâm nhang, làm lễ dâng hương, khấn tiến tổ, kính cật, cung thỉnh, lễ đại hành Hoàng đế. Đồng kính cẩn cung thỉnh hương hồn liệt tổ liệt tông, hoàng đế, hoàng hậu, hoàng phi, hoàng tử, công chúa, hoàng thân quốc thích, các vị chức sắc lê triều. Đồng kính cẩn cung thỉnh ngài đương niên thanh khiển cùng phán quan đại vương tôn thần, ngài thanh hoàng bản thổ đại vương tôn thần, ngài đương sứ thổ địa đại vương tôn thần, anh linh xin về chứng giám. Chúng con nay tề tựu trang nghiêm trước án tiền, kính tâm quý mạch lễ, nhất bái, nhị bái, tam bái, tứ bái, ngũ bái. Nhớ linh xưa chiều đến vương Oanh Liệt, gặp thời vận khó khăn, do quyền hành
chia sẻ. Nhà Tống hung hăng, y nước lớn, quân tướng đông, đang lập le cướp đoạt. Vật nước nguy nan, thế cuộc ngàn cân treo sợi tóc. Bắc Tống Nam Chiêm ngày đêm toàn xâm lấn cõi bờ. Nhưng may sao, cha trời không hẹp lượng với nòi giống tiên rồng, mẹ đất mở vòng tay với non sông Đại Việt. Đinh triều hoàng thất có Thái hậu Dương Vân Nga trao áo long bào, biết đặt ích nước trên lợi nhà. Linh địa Ái Châu sinh ra người anh hùng cái thế Lê Hoàng, giữ sứ mệnh quốc gia gánh đỡ. Thập đạo tướng quân được tôn vinh lên ngôi hoàng đế, nối tiếp triều đình, dựng xây nghiệp lớn, bảo vệ non sông, lấy uy lực dẹp loạn thù trong, dùng dũng khí đánh tan giặc ngoài xâm lấn. Đóng cọc gỗ Bạch Đằng phá tan thủy quân Bắc Quốc, dựng thành Bình Lỗ tiêu diệt quân bộ của Tống Vương. Tướng giặc Hầu Nhất Bảo, Quách Biệt, Chiêu Huấn bị bắt giải về Hoa Lư để đức vua xử tội. Bài tướng Tôn Hoàng Hưng, Lưu Trừng, Vương Soạn chạy về nước Tống vẫn bị treo cổ bêu đầu. Ba tháng bình xong giặc Bắc Phương, giữ yên biên hải, một trận sạch sách giờ Chiêm Thành mở bờ cõi xuống phương Nam. Đất nước khải hoàn ca, vui chiến thắng, chống Đội Sơn, hội Tịch Điền, vua xuống đồng cày ruộng với dân. Để vận chuyển quân lương, vua cho đào sông dẫn thủy, định ra phép nước, dựng xây nên triều chính kỷ cương. Miền ngược, miền xuôi mở rộng giao thương buôn bán, lấy Phật giáo làm thần phong đạo đức, mở mang dân trí tới muôn nhà. Nên chi Đại Cô Việt hùng cứ ở trời Nam, kinh đô Hoa Lư sạch cùng Bắc Quốc. Tổ tiên đã nêu bao tấm gương oanh liệt, bao chiến công lấy lừng bảo vệ non sông. 4.000 năm nước Việt Nam ta rạng rỡ tiên rồng. Trải Lý Trần Lê Nguyễn tới thời Đại Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay đây, Tổ quốc Việt Nam vẻ vang chiến trường quốc tế, độc lập, tự do, thế đứng vững vàng. Cố đô Hoa Lư rạng rỡ di tích ngàn xưa, di sản Tràng An rạng danh đất nước. Vùng đất Ninh Bình mừng vui đón khách thập phương xuôi ngược, nòi giống Lạc Hồng rạng rỡ vẻ vang nền văn hiến quốc gia.
sáng các bậc tiền nhân, hậu duệ nguyện chuyên cần học tập, cùng nhau giữ vững tự do độc lập, xây dựng quê hương nguyên khí đắp bồi. Đứng trước linh đài, toàn thể chúng con khấu đầu kính lạy, tạ ơn Hoàng đế Lê Đại Hành, tạ ơn liệt vị tiên linh, liệt vị tôn thần phù hộ cho cháu con, hậu duệ Lê tộc cùng bách gia trăm họ an khang thịnh vượng, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam văn minh phồn thịnh. Chúng con cúi xin Hoàng đế Lê Đại Hành, chư vị tiên linh, chư vị tôn thần chứng giám, cẩn cáo.